Chào cả nhà nha. Nói chung là Hiền đi đến cái chỗ mà chùa Cả, sau chùa Cả thì nói chung là người ta nghỉ hai chặng rồi, giờ Hiền mới nghỉ nè, Hiền mới nghỉ chân. Nghỉ chân xong mà mua trái dừa uống để lấy sức nữa. Lên trên này thì đi rất là nhiều chặng nha. Và ngừng rất là có bán cái gì là trầu tiên yên tử nè. Trầu tiên yên tử thì nói chung là họ bán ha đồ mỹ nghệ nè, rồi họ mời bán đồ mỹ nghệ, rồi họ bán cái hải cái không phải Nha Trang, nó hải sản như Nha Trang thì ăn hải sản, rồi các vùng thì họ có bán cái đặc sản của họ đó, của vùng quê đó. Đây nè, nè có những người khách họ đi đây đây. Bây giờ mình còn phải Hiền còn phải trải nghiệm tiếp cái đoạn đây để mới lên cáp treo của đoạn 2, để mới lên chùa Đồng nha mọi người. Thấy mọi người thấy đang sương khói, cái ngày cáp treo Hiền sẽ đi qua cái mùa sương đó đó. Rồi chị ơi, cho hỏi cái đây là cái gì? Cái đây là cái thuốc mà chị đang bán đúng không? À, cái đấy là trầu tiên yên tử, trầu má của yên tử đó. Là của tại núi yên tử mình luôn hả? Ừ, em xin quay chị được không? Tại em đang làm top những điểm du lịch đẹp Việt Nam á, những cà phê đẹp Việt Nam á, em quay chị luôn. Em hỏi còn cái trái này là trái gì, giống cái trái gì vậy chị? Cái này nó là củ lạc tiên. Củ lạc tiên mà mọc từ chùa Đồng. Luôn à. Cái trái củ lạc tiên mọc từ chỗ khu chùa Đồng. Rồi nó có tác dụng gì chị? À, tác dụng của củ lạc tiên này là chữa đau đầu với cả kém ăn mất ngủ. À, nếu mà Hiền đau đầu cái mà mất ngủ chắc đổi xí về mình có mua, mình trên đường đổi mình cũng xuống lại đây đúng không chị? Pha thì là mình ngâm mấy đường hoặc mấy mật ong. Nếu như em ở chỗ khu nghỉ dưỡng dưới đó thì em có tra địa chỉ tới không chị? Anh cầm nhu cầu em cho số điện thoại xong rồi. Rồi xong cho người ở dưới chừng núi giao luôn. Ok chị nha. Chứ bây giờ mang, nói thật mọi người rút kinh nghiệm nha, Hiền chia sẻ kinh nghiệm đi. Nếu như mình mua cái sản phẩm trên này mà mình đi xuống dưới mình mang xuống núi nữa là cái nước má ơi luôn. Do đó là mình chỉ dùng thử trải nghiệm xong mình xin cho số điện thoại, rồi mình mua cái gì họ sẽ ship về cho mình, chứ mình mang xuống là chết luôn á nha. Rồi thôi, nói chung là đây là cái trái này nó có tác dụng vậy thôi hả chị? Chỉ có tác dụng là đau đầu với kém ăn ngủ thôi. Chứ chị nói cái nó là gì, sinh tồn gì đó, nghe người ta nói là trái này nó sinh tồn. Chuyện sinh tồn sao chị nói cho nghe với nghe kể đấy. À không, cái trái này là củ lạc tiên từ ngày xưa, thời các cụ vẫn để lại cái hiệu quả tác dụng của nó mà. Thì là người dân bây giờ cứ truyền lại, là người dân cứ đi lấy về là thứ nhất là dùng, thứ hai là bán cho. Chứ sao chị nghe kể cái câu chuyện với cô gái gì đấy? À. Cái cô mà ngã xuống vực núi là cô cũng phải dùng cái trái này cô ấy. À. Có một cái cô ngã dưới vực núi của chùa trên chùa Hoàng luôn ha, trên chùa Đồng ha. Và chỗ dùng cái trái này. Dùng cái trái này trong thời gian bao lâu chị? Thì em cũng nghe kể là cô ấy dùng, cô ấy ăn. Ừ. Ăn trong 7 ngày á ha. Để cái này bởi vì trong cái củ lạc tiên nó rất là nhiều nước mà. Ăn nước có thể. Có nghĩa là cô đã dùng trái này trong 7 ngày nhưng mà vẫn nhờ cái trái này mà sống ấy. Không biết là mình nói trên YouTube đúng hay sai nhưng mình nghe đồn thôi nha. Đấy là một trong mấy, còn cái này là trà gì nữa đây nè. Trà đây, trà gì? Cái này là trà hồng sâm. Hồng sâm. Mát gan phải đồng gan đây nha. À rồi. Rồi em sẽ tiếp tục trải nghiệm. Em sẽ tiếp tục trải nghiệm đi lên thành thử, em có mua thì xí hồi em xuống quay lại. Cảm ơn chị nhiều nha. Ok, cảm ơn chị. Rồi bây giờ là Hiền tiếp tục trải nghiệm đi tiếp. Nhưng mà bước chân bây giờ nó xin thưa với mọi người là bước chân nó không còn thon thót như là nhưng chú bé liên lạc, chú bé lót chót Kim Đồng nữa, mà bước chân nó sẽ chậm rãi nhẹ nhàng hơn rồi. Lên tới giai đoạn này nó cũng thấm rồi. Thành thử là bước chân của Hiền hồi nãy đi ào 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 thì bây giờ là đi chậm lại rồi. Đấy, và đây vẫn còn người lác đác đi lên. So với ông còn đi thì nhìn thấy còn phong độ lên nữa nè. Ủa chú đi cáp treo hay là chú đi bộ không? Cáp treo. À, đúng rồi, đi giống như Hiền chứ còn nếu mà đi chơi cái kia luôn thì cho xanh hỏi. Cây tùng này, cây tùng cổ nữa nè. Ở đây có nhiều cây tùng nha, lắm nha cả nhà nha. Và cây cổ không nha, nói chung là trên núi này nó dùng từ là không có hề mà bị là gì. Nó dùng cái từ hơi khó nghe là lâm tặc chặt phá trên này đâu nha. Giống như là rừng quốc gia. Dám vào đụng đây. Đây cây tùng xích cổ này mọi người, cây tùng mà cỡ này thì yêu chú cha. Nghe nói là đi 300 mét nữa cả nhà. À, chú ở đâu vậy? À, Sài Gòn mà. Em cũng hay đi Sài Gòn, kêu anh em đi.
Em cũng hay đi vô Sài Gòn, em cũng mới vừa rồi bay vào Sài Gòn. Tại Sài Gòn, Hà Nội em cũng đi các nơi rồi em đi qua lóc những điểm du lịch. Mấy. Đi tới đâu em quay tới đó mà. Dạ nhà em Khánh Hòa, Nha Trang á. Cứ đi vòng vòng. Dạ vừa rồi em đi Đồng Nai em quay Bửu Long ấy. Nói chung đi cái nơi nào đẹp là em đi em quay em làm vlog à. Rồi. Nha, bây giờ là mà còn phải chiến đấu tiếp một đoạn đường. Vào đây có những cây tùng có thể là Hiền nói cho mọi người nhìn thùng mà gọi là cái sức ôm của Hiền là phải hai người ôm lại, chắc hai người ôm vào. Là ở đây cái dùng từ cái phải dùng đá, ngay cái đá bước chân của Hiền đi cũng là cổ, cái cây trên rừng cũng là cổ, cái gì cổ hết, không có gì là hiện đại, chỉ từ theo họ xi măng họ làm gạch họ trang trí thôi, mà rất là đẹp cực kỳ nha mọi người nhìn. Đấy. Mỗi nơi có một cái lối đi đẹp là riêng đây. Đấy thôi, nói chung là Hiền đi chậm hơn và đã lên cáp treo cho lên tới chùa Động và cái tượng gì đấy. Hiền chắc là quên đem theo cái áo lạnh rồi. Mình cứ nghĩ là ở dưới kia mình thấy nóng á. Đẹp lắm mọi người ơi. À chỗ đây có chùa Một Mái. Tới đây là có cái chùa Một Mái nè. Chùa cái thời lơ ghi là dân gian gọi là chùa Bán Thiên, Bán Mái gọi là tương truyền điều ngọc và hòn đọc soạn kinh sách. Chùa này của Đức Phật Hoàng của mình là đọc kinh sách là chùa Một Mái. Các Hiền cũng tạt qua luôn. Là cái chùa này sẽ không hai mái, chỉ có một mái, chắc gọi là chùa mùa. Chùa Một Mái đây. Thật sự mà nói đi, cái này cái đầu gối về tối nó ngủ sướng lắm á. Đây lên nè mọi người, lên là lên nè. Cố gắng thôi, lên là lên. Không biết là trong kinh Phật có bị bản quyền qua lóc nó cấm không chứ mà. Lên đây thì Hiền quay trực tiếp không thì vì Hiền edit nhạc vô thì nó không phù hợp lắm. Thở ra. Đây Hiền đang vào chùa. Chùa Một Mái là chắc có nghĩa là nó chỉ có là một cái mái ra và một cái chiều dựa vào vách. Và đông người này. Đây nha cả nhà nha. Đây là bước vào chùa Một Mái đã Hiền gọi một. Cứ đi vào thôi. Dạ dạ không sao. Dạ dạ con cởi ra. Con xin qua. A Di Đà Phật. Đây chùa Một Mái là ở trên cái mái này là một nhà. Một phần mái là do Hiền nói nhỏ nhỏ thôi chứ. Một phần mái bằng đá và một cái gian mái á, một cái gian mái là cái mái chùa, có nghĩa là một mái là vách núi rồi, nghĩa là chùa này đứng treo leo dựa vào cái vách núi ấy, thì tất cả các tượng cổ hồi xưa linh thiêng và trong cái hang này là có cái, trong đó là có cái hang nước giếng á, đúng không ạ, nước ra để mọi người ấy. Dạ, thế thì cháu xin bỏ cái nước này, cháu xin một chai nước đó được không bà cụ? Cái đấy mất tiền này phải để mà uống chứ. Còn cái nước kia? Nước kia tốt hơn, nước kia cũng mất. Bây giờ quay về uống, đi đường uống hết chút không? Đường nào cũng về qua đi. Nên đi mà đấy. À, gì là Phật, một Phật thì cũng... À, con xin qua, con xin một chai ha. Ở đây, cái này là gọi là cái nước gì? Không, nhưng mà cái nước này người làm trên những điểm du lịch đẹp Việt Nam. Cô có thể... Cứu mẹ. Dạ dạ. Dạ dạ. Có nghĩa là đây nè, theo cháu quay luôn. Cái này gọi là giếng sữa mẹ, là nước trong mạch nó ra trong bác. Bác đừng nha. Cho nên mạch là phải. Nhưng mà đâu có đưa cái gì đâu. Đây. Quay như vậy đừng cho nên mạng. À. Ở đây người ta cấm. À. Cấm quay chung chủ ảnh. À chết cha rồi. Về lỡ quay rồi Hiền thôi, nói chung để Hiền chuyển cái máy ra ngoài thôi, để cháu tắt cháu vô cháu đỡ ra ngoài cháu đi lễ Phật cái đã.
Cháu xin lỗi lỡ rồi. Thôi đã tạm cái máy ở đây cho đỡ nó rớt xuống núi. Thì thôi cháu đỡ cái máy ở đây. Lễ Phật cái đã. Bây giờ mới được Phật hả? Dạ cháu nãy giờ cháu mất cầm cái máy. Ủa cháu đi có một mình vừa cầm máy á. Nhà cháu gửi. Nhà cháu gửi. Dìa Phật. Dạ, cháu gửi cô luôn. Dìa Phật. Ê, đi cẩn thận đấy. Mày. Được rồi. Dạ, cháu xin chào ạ. Lấy cái mũ. Ở đây nước nó rè nó ướt cái chân. Cháu xin lấy cái mũ. Dạ. À, xí hồi cháu xuống cháu xin nước, xin lọc. À, giờ mình đi lên tiếp trên đến ra cáp treo đã lên chùa Đồng đúng không à, cô ạ? Dạ. Để cháu quay những điểm du lịch đẹp Việt Nam, cháu làm cái kênh về du lịch cho cộng đồng mạng xem á. Dạ. À, cả nhà nha. Nói chung cái vách bên cạnh vách chùa là cái mọi người nhìn rong rêu nè, rong rêu như cái hòn non bộ á. Như cái hòn non bộ của những nghệ nhân mà họ làm các non bộ mà bonsai chơi cây cảnh á mọi người ạ. À. Thành thử là cái dùng từ là không thể nói được luôn, nhưng mà mọi người đã đứng đây nhìn nè, mọi người quét nè, cái chùa đứng trên một cái bờ vực đó nha mọi người. Đấy, một cái vách núi từ dưới lên trên là cũng phải mấy chục mét á. Cái ngôi chùa nó nhỏ thôi nhưng mà xây cất này thì phải nói là một cái điều mà kỳ diệu luôn á. Nói chung là cái cảm giác hiền không thể tả được. Ở trên cái vách mái như thế này nhưng mà ở trên là đá dây leo chằng chịt và họ kết dính vào nhau là sẽ chỉ có rác hoặc là nước nó trôi xuống thôi. Mà một ngôi chùa tồn tại dĩ nhiên chắc sẽ được trùng tu sửa chữa giữ gìn lắm á. Đây là một ngôi chùa này gọi là chùa một mái, nơi mà sợ như trong cái bản kia là sợ soạn kinh sách đấy. Đây, An Mỹ Động Thanh Long chùa nhiều, rất là nhiều chùa ha. Thì một mái chùa xưa giữa trần ai trên bên vách núi nửa trong ngoài, hoa bưởi trước chùa thơm đơm trắng xóa, bạch văn triền núi một nhành mai. Hiền hiểu thế này, nôm na hiền hiểu thế này, một mái chùa là giữa cái cuộc đời trần ai trên bên vách núi nửa chừng nửa trong nửa ngoài là cái chùa là một mái, còn một mái là bằng đá rồi. Hoa bưởi trước chùa thì chắc là trước chùa thì có trồng bưởi hoa, bưởi rừng hay bưởi gì đó thơm. Bạch văn triền núi một nhành mai, cái là nhìn bài thơ này không biết là của ai ha, để coi. Thi văn yên tử một nhành mai có nghĩa là nhìn mai mà hoa mai rừng mà nó cộng với mây đã là thiệt, nghe nói chung là diễn tả mình không có thi thơ đấy. Cái lối đi từ dưới á, mọi người nhìn nè, nhìn dưới lên trước khi lên chùa một mái nè, đấy cái lối đi như thế này nè, đấy nó quằn lên. Và giờ đỡ Hiền tiếp tục hành trình là khám phá qua chùa một mái là đến cái gì nữa nha mọi người nha. Đây. Ở đây là sẽ có cái phòng bán vé, ở đây phòng bán vé. Và đi phòng bán vé qua bên này là cái gì mình không biết được. Đây là đường đi xuống chắc đường đi xuống này có chỗ này cũng đẹp, nhưng mà mình đang đi lên có rất là đẹp nha mọi người. Ở đây thì nếu mà khám phá thì trong một cái video clip là không có đủ giải quyết được hết đâu nè. Càng lên đây nó cái độ ẩm không khí nó hoang sơ, cái bước cách nó cũng rong rêu và mọi người đi cẩn thận nha. Thì Hiền cũng cố gắng gắng mà nói chung là nỗ lực của Hiền. Và Hiền ước mơ của Hiền là làm sao có cái kênh để mà mọi người xem và ngồi ủng hộ cho Hiền nhiều hơn. Và đi đã quay cho còn quay những cái mà bình thường quá thì mọi người không biết là YouTuber khác đã quay nơi này chưa. Chắc cũng nhiều quá. Đây. Đẹp lắm, rất là đẹp. Đây, nhìn thoi thoải xuống luôn ấy, Hiền đang đứng như này.
nó rất là thoải thoải luôn. À, mà đi đây sao lại qua được cấp treo ha. Ủa vậy thì mình hỏi treo đi ngõ này, mình đi ngõ này có khi mình nhầm, mình phải hỏi chứ, chứ đỡ là mình nhầm lối đi bộ xong không đúng đường cấp treo làm sao. Chứ cấp treo nào mà đi lên đường cao thế này. Ôi, đi lên á là thiếu chân thiếu cẳng, đi xuống là thiếu chân thiếu cẳng, đi lên là dư chân dư cẳng á mọi người. Ôi trời ơi, lên đây nghe kinh, nghe kinh nó nhẹ nhàng thanh thoát lắm. Giờ mình không biết hỏi là đi đâu đây, đi thẳng lên hay là đi, không ai hỏi nữa chứ. Chắc hỏi lại bà cụ á, khổ ghê á. Em ơi trời, bây giờ mình đi qua đường cấp treo đi đường nào vậy? Đi lên hay đi thẳng qua tới? Có một đường đi lên là không phải đúng không? Đi lên là đi bộ đúng không? Anh có đi cấp treo không? Đi chứ không biết được, đi lạc đi lên kia lỡ mà không phải cấp treo là chết luôn. Vâng, thấy máy là biết YouTuber. Cái này nha cả nhà, đã thấy không, may hồn tôi thấy không, bà mẹ luôn, chết bà nội luôn ơi trời. Mô Phật không chết, hồi nãy hiền lên đường này không, coi như là tự động mình tự bò lên trên đỉnh chùa Đồng luôn á, đúng không? Thế là mình đi vào đường này, chùa Đồng. Ở đây cũng đi chùa Đồng, nhưng chùa Đồng hình cáp treo đúng là mình dớn dác mình lo cầm máy. Đây, một trong những điều mà mọi người lưu ý nha. Nó vẽ hình cáp treo đây mình lo nói mình quay mình không đi nè. Rồi. Lên đây nha, lên. Sao? Ý là đường này lên. Đây mũi tên chỉ qua đây mà. Chùa Đồng mà. Không lên đi. Cáp treo gì? Ừ, cáp treo đi ngõ này. À đây à? À, nó đang chỉ đây chờ anh cùng mua đường giống, trời ơi giống như hai người này cũng giống như tôi thôi. Không lên chùa Đồng nhưng mà đi cấp treo. Trời ơi, đi từ nãy giờ chết luôn. Đi qua đây với cấp treo đi cho sức đâu nữa mà đi. Nhưng mà sao nó đời là đi cấp treo? Ừ, như này có cấp treo. Mình lên cấp treo mình đi tiếp mình đỡ hơn. Đây là chùa, chùa thứ hai. Chùa 1, chùa 2. Thì thôi cứ đi chứ giờ biết làm sao. Trơn ha. Nghe nghe anh nói không? Nhưng mà ở đây công nhận mát, mình nước nó trong vắt luôn á mọi người. Mình rửa mặt đồ nó cũng mát lắm. Mùa này là mùa hè mà mọi người lên đây không thấy cái chút không khí nào oi bức á nha. Đây nè, ôi mọi người nhìn nè. Đây nè, mọi người nhìn nè, đẹp lắm cả nhà ơi. Đây, ai gọi đây? Anh nghe Vinh ơi. Không, gửi cho chị đi. Anh đang ở ngoài, anh đang ở trên đỉnh núi Trúc Lâm Yên Tử em. Trúc Lâm Yên Tử là núi thiền viện gì đó. Trúc Lâm Yên Tử thì là trong di tích lịch sử Trúc Lâm Yên Tử mà ở Quảng Ninh lận. Chiều mai anh mới ấy lận, mai anh mới đi về lận. Cứ ghé gửi nhà cho chị đi, chị hỏi đi qua cáp treo đường nào. Đi thẳng tới là cáp treo phải không chị? Đây là măng rừng luôn đúng không? À anh nói luôn. Còn đây là củ mài đúng không? Không, đây là tắc kè đá. Tắc kè đá nó có tác dụng gì vậy chị? Tắc dương bổ phổi. Uống chứa bình thận. Giờ uống mát thận. Mát thận, tráng dương, bổ phổi cũng rành ghê không quên. Còn măng này là măng nãy nè. Thôi Hiền đi lên, xíu hồi được quay xuống lại đúng không? Măng tươi lê của ở bên Bà Thuộc á. Măng này chắc luộc nó cho nhìn cái vẻ là măng rừng á, mà nó giòn ấy.
Đó, hiện xem thì có cái mình mua thêm những cái gì để mình về làm đặc sản gì mình về nha. Trên đường mình về mình sẽ xuống lại cho dâm ăn lên nè. Đây, Hiền à, đang quay tiếp trải nghiệm cho cả nhà nha. Ô, chết đi cậu. Ồ. Đây, rút kinh nghiệm, hôm sau không mang đôi giày này nữa. Đây, sẽ mang đôi giày bà ta nha cả nhà. Mang đôi giày này đi đâu chân rồi. Hôm sau mình sẽ mang đôi giày bà ta. Đúng hơn là đem đôi giày bà ta, còn hơn là mang đôi dép bệt hoặc là dép lê. Thôi tốt nhất là khiêng cả nhà nên mang dép lê đi, chẳng xấu gì đâu. Đi lên trên này mà. Thành ra hồi nãy mình đi cái đường kia. Nhưng mà công phu thật, công nhận mà làm một cái khu trên này mà làm như thế này là quá quá sức người, sức của rồi, sức người công sức dữ dằn lắm nha cả nhà. Trên núi mà họ làm phải nể luôn á. Đi không đi mà đi vẫn an toàn nha, đi vẫn đẹp nha. Chắc có lẽ là cái măng đó là từ cái trúc này nè. Thành ra người ta kêu trúc Lâm Yên Tử là trên rừng này có nhiều cây trúc hay sao á. Trúc nhiều thật, đẹp lắm. Hồi nãy là đi lên, bây giờ đi xuống. Hai anh kia nói anh cũng nghĩ là mình phải đi trước rồi. Tiếp sức trái dừa. Các bạn trẻ nên đi anh. Nói thật, mình quay clip này mình khuyên các bạn trẻ nên đi. Vì tuổi trẻ còn đi chứ còn tuổi lớn nhé. Hiền đây, Hiền cũng dạng U50 rồi đấy. Còn tuổi già tuổi lớn mà đi lớn già rồi mà muốn đi á. Xin lỗi, có muốn đi thì thèm chảy nước miếng cũng không đi được, nhỏ giải cũng không đi được nha mọi người. Làm sao mà đi được? Sức đâu mà đi được? Ôi, thấy được cái nhà ga rồi kia kìa. Thấy được nhà ga giống như mình đi xa thấy về quê, thấy được tổ quốc vậy mọi người ơi. Rồi nghĩ sao mà họ đi bộ trong này thiệt sự chứ. Rồi xuống nhà ga mà không tha còn phải lên cái dốc nữa. Thế tại sao họ không làm con đường nào bằng từ cái chỗ kia nó đi qua nhà ga nọ luôn cho rồi vậy trời, sao họ bắt đi dạo chi khổ như này trời. Mà lên đây có rất là nhiều lối nha các bạn. Đấy. Phải đi theo hướng dẫn chứ không là lạc á. Tại có nhiều lối đây nữa nè. À, rất là nhiều lối đi nha. Chứ không phải là một lối đâu nha. Phải đi theo hướng dẫn chứ không là... Hình như lối này lối về. Thôi Hiền đi lên đây là Hiền nghỉ rồi, mệt rồi. Biết ngay mà, lối về nè. Trời ơi, thế là lối lên phải leo lên rồi về cũng phải leo nữa. Buồn ghê. Hồi nãy nó nói cái miệng Hiền nói dữ lắm. Tắt. Tắt tiếng luôn. Đấy, thanh niên kìa. Thanh niên đấy. Mình là trung niên rồi. Mày qua U50 là qua bên kia là hết niên rồi chứ còn đừng nói trung niên gì nữa. Bây giờ là chùa Đồng, tượng Phật Hòn. Thôi, nói chung Hiền sẽ đến cái điểm là ga cáp treo chùa Đồng tượng Phật Hòn. Vì cái đoạn video clip Hiền quay ở ngoài đi quay nhiều quá, Hiền sẽ quay cho mọi người xem cái rừng nguyên sinh nha. Và cái điểm dừng chân của cuối cùng là trước khi vào cáp treo nha. Thành thử là Hiền cho mọi người trải nghiệm cái bằng clip đi lên cáp treo qua sương mù của cái này như thế nào nha. Đây, để Hiền sẽ dừng video clip ở đây, tiếp tục video clip cáp treo đã lên cái chùa Đồng và kia nữa. Rồi. Hello, ủa chị cũng lên tới đây được rồi hả? Anh đâu? Chú ổng sung dữ vậy?
Rồi ông bạn tôi ông sung dữ vậy. Thì tính ra cái đoạn mà Hiền ngồi kia thấy thầy họ đi sâu Hiền mà giờ Hiền ra này trước. Đây là mọi người nhìn. Đấy, toàn bộ cảnh quan của cái núi Trúc Lâm Yên Tử nè. Dĩ nhiên núi rừng nào cũng cây cối nè. Đây là cái nhà ga chờ khách treo nè. Và cái khu xa xa, tận xa xa mù khơi kia, tuốt với nơi kia là nơi mà Hiền nghĩ để mà trước khi lên đây á. Thôi Hiền xin dừng video clip ở đây nha. Cả nhà nhớ xem, ủng hộ, đăng ký kênh cho Hiền những điểm du lịch đẹp Việt Nam, những cà phê đẹp Việt Nam, kênh Lê Đức Hiền nha. Trải nghiệm khám phá nhiều hơn nha. Rồi chào cả nhà.